Hi, Bảo Châu xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với kênh của Bảo Châu. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một món canh mình nấu từ rong biển. Thì các bạn biết rồi đó, rong biển là một loại thực phẩm rất là tốt và bổ dưỡng cho sức khỏe nè. Có thể mình chế biến rất là nhiều món ăn khác nhau. Và hôm nay hãy cùng Bảo Châu vào bếp làm món canh rong biển cùng với thịt ba bằm nha các bạn. Và hôm nay mình chia sẻ cái món canh nấu rong biển như thế này, không hợp mì tanh và lại nấu cực kỳ rất là đơn giản và nhanh gọn lẹ nữa. Và nay mùa hè cũng đã đến rồi các bạn, thời tiết thì rất là nóng oi bức, thì mình nên bổ sung thêm, mình nấu những cái món canh từ trong biển để cho gia đình mình ăn để cho mát và bổ dưỡng nha cả nhà. Mình có chuẩn bị 100g thịt bò, và cái phần thịt bò này mình cũng đã rửa sạch với muối rồi đó các bạn. Và đây là bịch rong biển. Thì rong biển thì các bạn có thể mua ở ngoài siêu thị hoặc là Bách Hóa Xanh ha. Và mình có chuẩn bị thêm tỏi, hành tím và đầu hành lá mình băm nhỏ này các bạn. Và thơm ít cọng hành lá, để tí xíu nữa mình sẽ nêm cho thơm ha. Và cái phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Rồi mình sẽ chuẩn bị thêm một cái thau và mình sẽ cho nước vào. Và cái bịch rong biển này thì nó là 50g các bạn, thì mình sẽ nấu một nửa ha, 25g. Bây giờ mình sẽ cho vào mình ngâm. Thì cái phần rong biển này các bạn có thể ngâm từ 15 phút thì nó cũng đã nở ra rồi đó các bạn. Bây giờ cái phần rong biển mình cũng đã nở từ từ rồi đó các bạn. Đó. Và trong khi chờ cái phần rong biển mình nó nở thì mình sẽ đi băm cái phần thịt bò ha. Và bây giờ cái phần thịt bò mình cũng đã băm xong rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần gia vị vào ha, để mình ướp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít đầu hành và một ít hành tím ha, mình cho vào luôn. Mình sẽ cho một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm, một tí xíu đường cát và một ít tiêu các bạn. Và cuối cùng thì mình sẽ cho một muỗng canh cà phê dầu ăn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều cái phần gia vị này cho nó thấm đều vào cái phần thịt bò nha. Rồi cái phần này mình sẽ ướp trong vòng 15 phút. Rồi bây giờ cái phần rong biển của mình cũng đã nở ra rất là to luôn các bạn. Các bạn nhìn này, nhìn cái lá này, đó, rất là bự luôn. Và màu xanh rất là đẹp luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi rửa sạch nha. Và trước khi mình sẽ đi rửa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết để giúp cho rong biển của mình khi nấu canh ăn không có bị tanh. Thì các bạn cho một tí xíu muối vào, các bạn bóp ha, rồi các bạn sẽ xả lại với nước nha các bạn. Mình làm như vậy thì rong biển của mình khi nấu ăn thì không hề bị tanh và rất là thơm nữa. Và sau khi mình đã rửa sạch với nước thì mình cũng đã cắt nhỏ, mình đỡ ráo ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nồi lên bếp nè các bạn. Mình đỡ cho nó khô thì mình sẽ cho một muỗng canh dầu ăn vào. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tím và cái phần tỏi băm vào luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ phi khi nào cho cái phần hành và phần tỏi của mình nó vàng, nó thơm lên là được. Thank you.
Rồi bây giờ cái phần tỏi và cái phần hành của mình cũng đã vàng rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần thịt bò bằm vào ha. Rồi mình sẽ đảo cho đều tay à, để cho cái phần bò của mình đó, nó sẽ săn lại, nó thấm đều gia vị ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần rong biển vào luôn nha cả nhà. Mình cho cái rong biển vào chung với thịt bò như thế này các bạn, thì mình đảo đều thì cái rong biển của mình nó sẽ thấm với cái gia vị ở trong thịt bò, thì khi mình ăn thì nó sẽ ngọt và nó sẽ ngon hơn nha. Đó, thì các bạn đảo đều lên cho mình nha. Đó, và mình sẽ cho thêm nước vào luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, mình đỡ cho cái phần nước này nó sôi lên nha cả nhà. Và sau khi đã sôi lên thì mình sẽ bớt bột ra ha. Đó. Mình đỡ sôi như vậy là được rồi. Bây giờ các bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của gia đình các bạn nha. Đó. Bây giờ mình sẽ cho thêm một tí xíu muối và một ít hạt nêm nha cả nhà. Và cái phần canh mình á, đừng có đỡ lâu quá ha, mình đỡ sôi vậy là được. Bây giờ mình sẽ vớt thêm bột ra rồi mình sẽ tắt bếp. Đó, mình sẽ cho ra tô luôn nha. Và bây giờ mình sẽ cho thêm một ít hành lá nha các bạn, và một ít tiêu để cái phần canh của mình nó rất thơm và nó ngon hơn nha. Và canh rong biển thì bò bằm thì khi mình ăn thì rất là ngon ngọt các bạn, thanh mát và cực kỳ rất là bổ dưỡng nữa. Và khi mình ăn cái cọng rong biển các bạn nó rất là giòn giòn các bạn, ăn rất là ngon. Thịt bằm thì nó hòa quyện cùng với nước canh ngọt dịu, vừa ăn rất là hấp dẫn. Thì các bạn có thể ăn kèm cùng với cơm trắng nè, và dùng ngay và khi còn nóng thì cực kỳ rất là ngon luôn. Hôm nay mình chia sẻ cái món canh rong biển thịt bò bằm rất là đơn giản, nhanh gọn lẹ mà ăn cực kỳ rất là mát. Các bạn thấy thích thì đừng quên ủng hộ mình nha, bằng cách like, chia sẻ, đăng ký và nhớ rung chuông để đón xem những cái video mới nhất của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mến chào các bạn và hẹn các bạn lại video lần sau của mình nha. Thank you.